Chào mừng các bạn khán giả đã trở lại với lịch sử Trung Quốc. Các bạn thân mến, khi nhắc đến các nhân vật anh hùng hào hán thời Trung Hoa cổ sử, chúng ta thường nghĩ đến hình ảnh các vị dũng tướng cao to vạm vỡ, vai 5 thước rộng, thân 10 thước cao. Thế nhưng vào thời Tống Triều ở thế kỷ 12 lại xuất hiện một nhân vật là lãnh tụ của cả một đạo quân nổi tiếng trong lịch sử nhưng lại mang một thân hình chẳng hề vạm vỡ mà ngược lại còn có vóc dáng thấp bé, mặt mũi ngăm đen. Nhân vật đó không ai khác chính là Tống Giang, thủ lĩnh của 108 anh hùng hào hán Lương Sơn Bạc. Chi tiết về cuộc đời Tống Giang cùng những giai thoại kỳ bí về 108 anh hùng Lương Sơn Bạc sẽ là những nội dung chính có trong lịch sử Trung Quốc hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tống Giang là một nhân vật có thật sống vào thế kỷ 12 dưới triều Tống ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc đời thật của ông chỉ được sử sách đề cập rất ít và không giống những gì miêu tả trong Thủy Hử. Tống Giang, tự Công Minh, là một nhân vật trong tác phẩm Thủy Hử truyện của Thiên Nại Am. Ông cũng là một trong số những lãnh tụ của tập đoàn Lương Sơn Bạc. Dưới ngòi bút miêu tả của Thi Nại Am, hình tượng Tống Giang được xây dựng với vóc người thấp bé, mặt mũi ngăm đen. Ông từng giữ chức áp ti huyện Vận Thành, sau đó bởi tự ý thả đám người tiều cái, bị Diêm Bà Tích nắm đằng chuôi nên buộc phải giết vợ rồi bỏ trốn, trải qua không ít trắc trở mới lên được Lương Sơn. Tống Giang nổi tiếng là người tốt, hay giúp đỡ nhiều người nên tiếng đồn khắp nơi. Đầu tiên là việc Tống Giang báo tin giúp Tiểu Cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng chạy thoát lên Lương Sơn Bạc. Vì Hà Đào được lệnh đến báo quan phủ bắt bọn cướp đồ lễ sinh nhật của Sái Kính. May sao lại ngay giờ trưa, quan phủ nghỉ, Hà Đào mới vào quán chờ đợi, gặp Tống Giang. Hà Đào vô tình tiết lộ cho Tống Giang biết bọn cướp là Tiểu Cái, Ngô Dụng. Tống Giang lừa Hà Đào ngồi đợi, phóng ngựa như bay đến báo tin cho Tiểu Cái. Nhờ đó mà Tiểu Cái có thời gian thu xếp việc nhà và cùng với các anh em hảo hán thoát thân. Chính vì việc này mà sau khi lên Lương Sơn Bạc, Tiểu Cái và Ngô Dụng quyết mời Tống Giang lên tụ nghĩa cho bằng được. Khi Tống Giang và Đới Tông sắp đưa ra hành trình ở Giang Châu, Lý Quỳ xông ra cứu. Tiểu Cái cùng các huynh đệ đang ở Lương Sơn cũng cùng ra cứu. Tống Giang cùng Tiểu Cái quay lại giết chết Hoàng Văn Bính rồi lên Lương Sơn. Tiểu Cái muốn nhường trại chủ cho Tống Giang nhưng Tống Giang từ chối. Tống Giang cho treo đại kỳ, thế thiên hành đạo để kêu gọi hảo hán bốn phương về tụ hội. Công Tôn Thắng đoán rằng sau này sẽ có 108 người tụ tại đây. Tống Giang lập nhiều công cho Lương Sơn như đánh Trúc Gia Trang, Cao Đường Châu, Thanh Châu. Uy danh của Tống Giang vượt qua Tiểu Cái, lúc này ở Lương Sơn đã tụ hội 89 người rồi. Với lại Tiểu Cái nhận ra Tống Giang muốn được triều đình chiêu an. Tiểu Cái thất vọng và hành động nông nổi khi thấy Lưu Đường huynh đệ bị Tăng Đầu Thị đánh. Tiểu Cái thống lĩnh binh mã rất đông với 20 thủ lĩnh đánh Tăng Đầu Thị. Tiểu Cái trúng kế, bị Sử Văn Cung bắn tên chết. Trước khi chết, Tiểu Cái di nguyện rằng ai giết Sử Văn Cung thì làm trại chủ Lương Sơn. Tống Giang được tôn lên làm đầu lĩnh Lương Sơn Bạc. Tống Giang tiếp tục lãnh đạo Lương Sơn đi cứu Lư Tuấn Nghĩa, thu phục Sách Siêu cùng Lư Tuấn Nghĩa đánh thắng Tăng Đầu Thị, đánh Đông Bình, Đông Sương. Lương Sơn có 107 người. Một ngày, trên Lương Sơn, các chiến mã đều bị bệnh. Hoàng Phủ Đoan được Nhất Vũ Tiễn Trương Thanh tiến cử lên Lương Sơn trị bệnh cho ngựa. Tống Giang dùng lời nói của mình mà khiến Hoàng Phủ Đoan ở lại Lương Sơn. Tống Giang điểm lại thấy anh em có cả thảy 108 người, vui mừng khôn xiết, liền lập đàn tế trời đất. Đến ngày thứ 49 thì tự nhiên trời nổi sấm rồi một luồng hào quang xé bầu trời, xẹt xuống phía nam. Tống Giang cho người đào lên thì thấy một văn bia ghi chữ cổ, nhờ người dịch ra thì ở đó ghi đầy đủ tên của 108 vị đầu lĩnh Lương Sơn Bạc. Tống Giang rất mừng, đổi tên tụ nghĩa sảnh thành Trung Nghĩa Đường. Tống Giang cùng các huynh đệ cắt máu ăn thề, nguyện cùng sống chết, rồi từ đó tìm cách quy thuận triều đình. Triều đình nhiều lần mang quân chinh thảo Lương Sơn, Tống Giang lãnh đạo Lương Sơn đánh bại Đồng Quán 2 lần, đánh bại Cao Cầu 3 lần. Cao Cầu bị bắt lên Lương Sơn, Tống Giang nhờ Cao Cầu về xin vua Tống cho chiêu an và thả Cao Cầu về. Lâm Sung muốn giết Cao Cầu để trả thù nhưng Tống Giang đã ngăn lại. Sau khi được triều đình ân xá cho quy thuận, Tống Giang cùng các anh hùng Lương Sơn Bạc lập được nhiều chiến công hiển hách.
Tống Giang lãnh đạo Lương Sơn đánh nước Liêu, chiếm Đàn Châu, Kế Châu, Bá Châu, U Châu. Trong một trận đánh, quân Lương Sơn trúng trận pháp của quân Liêu, các tướng Lương Sơn bị tách ra từng nơi. Tống Giang suýt bị giết, nhờ Lý Quỳ vung rìu cứu nên thoát, lại thêm trận đồ của vua Liêu Thiên Tổ Đế tạo ra. Tống Giang phá trận mãi cũng không được, Cửu Thiên Huyền Nữ Hiển Linh chỉ cách cho Tống Giang phá trận. Tống Giang làm theo và đánh tan quân Liêu, kéo đến Yên Kinh nước Liêu. Vua Liêu thấy sắp vong quốc nên sai sứ đến hối lộ bọn Cao Cầu nước Tống. Tống Huy Tông nghe lời Cao Cầu, sái kinh mà gọi quân Tống Giang rút về. Quân Lương Sơn uổng công xả thân trong một năm qua. Điền Hổ tự ý xưng vương, vua Tống sai Tống Giang mang quân đánh dẹp. Trong cuộc chiến, quân Tống Giang trúng yêu thuật của Kiều Đạo Thanh bên Điền Hổ. Tống Giang than trời và rút kiếm tự vẫn thì có thổ địa Hiển Linh cứu ra. Lòng trung thành của Tống Giang cảm thụ cả trời đất. Quân Lương Sơn có công tôn thắng, có pháp thuật, lập nhiều chiến công trong cuộc chiến. Sau 5 tháng, quân Điền Hổ bị tiêu diệt. Một số tướng Điền Hổ như Kiều Đạo Thanh, Tôn An, Biện Tường quy thuận Tống Giang. Tống Giang rút quân về. Trên đường Tống Giang về kinh thì nghe tin quân Vương Khánh đánh đến sát kinh đô nhà Tống. Tống Huy Tông hạ lệnh Tống Giang khỏi về kinh mà băng ngang đánh Vương Khánh. Cuộc chiến với Vương Khánh rất cam go, binh mã chết vô số. Các hàng tướng Điền Hổ đầu hàng Tống Giang tử trận gần hết. Ngũ hổ tướng của Lương Sơn cố sức đánh và cuối cùng cũng tiêu diệt được Vương Khánh sau 2 tháng chiến đấu. Quân Tống Giang về kinh, bọn gian thần sái kinh, đồng quán sợ Tống Giang quyền cao, chức to nên tâu lên Tống Huy Tông phong cho chức nhỏ và nghiêm cấm toàn bộ quân Lương Sơn vào thành. Điều này khiến nhiều đầu lĩnh bất mãn, đòi đánh vào thành hoặc về Lương Sơn. Tống Giang phải hết sức khuyên can mới làm dịu được tình hình. Nghe tin Phương Lạp ở Giang Nam xưng đế, ngang hàng với vua Tống, Tống Huy Tông lo lắng. Tống Giang tình nguyện xuất chinh Nam Hạ diệt Phương Lạp, Tống Huy Tông chuẩn tấu. Quân Lương Sơn bắt đầu tổn thất về tướng lĩnh là trong cuộc giao tranh này. Khi hạ được Tô Châu, quân Lương Sơn mất 15 thủ lĩnh, đánh Hàng Châu thì mất thêm mấy chục viên tướng. Cuối cùng thì quân triều đình cũng dẹp xong được Vương Lạp, bắt sống được thủ lĩnh, giết chết các tướng giặc, tuy nhiên chịu tổn thất nặng nề. Sau khi dẹp được giặc Vương Lạp, đầu lĩnh Lương Sơn Bạc còn 36 người về kinh đô, một số người bỏ đi, không theo đoàn quân thắng trận trở về nên chỉ còn 27 người về tới kinh. Tống Giang được phong chức quan cai trị ở Sở Châu, do bị gian thần hãm hại nên Tống Giang đã chết khi uống phải rượu vua ban có độc. Tống Giang biết trong rượu có độc nhưng vì là ngự tử nên không thể không uống. Tống Giang lo lắng sau khi mình chết thì Lý Quỳ sẽ làm loạn nên mời sang chơi, đổ rượu độc cho Lý Quỳ uống để phòng hậu họa. Sau khi Tiểu Cái qua đời, Tống Giang được kế nhiệm chức đại trại chủ. Kể từ lúc chấp nhận Chiêu An, Tống Giang đã liên tiếp lãnh đạo các huynh đệ Lương Sơn Bạc xuất chinh đánh Liêu, thảo phạt Điền Hổ, Vương Khánh, Phương Lạp, lập được không ít chiến công. Chỉ tiếc rằng dù đã hết lòng trung nghĩa với triều đình, ông cuối cùng vẫn bị bè lũ gian thần Cao Cầu đẩy vào cửa tử. Có thể nói Tống Công Minh vừa là người lãnh đạo cao nhất của Lương Sơn, đồng thời cũng là nhân vật mấu chốt đưa ra quyết định khiến tập đoàn này sụp đổ. Thế nhưng điểm đáng nói nằm ở chỗ, mặc dù được xem là huynh trưởng của 108 huynh đệ, thế nhưng số người được xem là tâm phúc chân chính của cập thời Vũ Tống Giang lại vô cùng ít ỏi. Nếu chiếu theo miêu tả của Thủy Hử Truyện, những huynh đệ tâm phúc của Tống Công Minh ở Lương Sơn chỉ có vỏn vẹn 5 nhân vật sau đây. Nhân vật thứ nhất, Đới Tông. Đới Tông có tài liệu dịch là Đới Tung hoặc Đái Tông, mang tước hiệu Thần Hành Thái Bảo, ngồi ghế thứ 20 trong số 108 hảo hán Lương Sơn, ứng với Thiên Tốc Tinh đảm nhiệm chức vụ đầu lĩnh Tổng Thám Thanh Tức. Trước khi lên Lương Sơn, ông vốn từng làm cai ngục ở Giang Châu, ngày có thể đi được 800 dặm. Năm xưa, Đới Tông từng đồng mưu với các hảo hán Lương Sơn ngụy tạo thư của Sái Kinh để cứu Tống Giang. Tuy nhiên, kế hoạch này bị phát hiện, ông đã bị phán án tử hình nhưng may mắn được các hảo hán cứu giúp, từ đó liền gia nhập Lương Sơn. Kể từ lúc huynh trưởng tiếp nhận Chiêu An, Đới Tông đã theo Tống Công Minh Nam Chinh Bắc Chiến, trước là đánh dẹp nước Liêu, sau là chinh phạt Điền Hổ ở Hà Bắc, Vương Khánh ở Hoài Tây, Phương Lạp ở Giang Nam. Mặc dù không có công chém tướng đoạt thành, nhưng Đới Tông lại góp công sức không nhỏ vào công cuộc truyền đạt quân tình, quân lệnh.
Đối với Tống Giang mà nói, Đới Tung chính là một trong số những tâm phúc ủng hộ ông nhiều nhất. Vào những thời khắc quyết định, người huynh đệ này luôn dành cho Tống Công Minh sự tin tưởng và ủng hộ vô cùng kiên định. Sau khi nghe tin đại ca bị gian thần hại giết, Đới Tông đã quyết định giã từ triều đình, trả lại quan bằng, trở về Châu Thái An làm thủ từ, sống nửa đời còn lại với công việc lo nhang khói thờ phụng. Có ý kiến cho rằng, ngay cả khi Đới Tông không hy sinh tính mạng của mình để tuẫn tiết theo Tống Giang như Lý Quỳ, Ngô Dụng hay Hoa Vinh, thì ông vẫn là một trong số những người từng có lòng cứu mạng, cũng từng đồng cam, cộng khổ với huynh trưởng khi còn ở tù Giang Châu, đồng thời còn đem lại cho Tống Giang sự ủng hộ, tin tưởng vô cùng đúng lúc, đúng chỗ. Nhân vật thứ hai, Lý Quỳ. Lý Quỳ có biệt hiệu là Hắc Toàn Phong, ngồi ghế thứ 22 trong số 108 hảo hán Lương Sơn Bạc, ứng với Thiên Sắt Tinh, đảm nhiệm chức vụ đầu lĩnh bộ quân thứ 5. Thi Nại Am miêu tả Lý Quỳ với dáng hình của một người lực lưỡng, lớp da ngăm đen, vũ khí là hai cây rìu, thường được mọi người gọi là Thiết Ngưu. Ông cũng được biết tới là một trong những người khỏe nhất Lương Sơn Bạc. Sau khi gia nhập Lương Sơn, Lý Quỳ từng nổi danh với chiến tích một lúc giết 4 hổ để báo thù cho mẹ. Ông cũng từng là đại ca Tống Giang chinh chiến, góp công không nhỏ trong hàng loạt đại công của Lương Sơn trong các trận chiến đánh với nước Liêu, dẹp loạn Điền Hổ, Vương Khánh, Vương Lạp. Vào thời điểm chiến sự kết thúc, ông hồi kinh cùng các huynh đệ và được phong làm đô thống chế Nhuận Châu. Mỗi khi nhắc tới nhân vật lỗ mãng nhưng trung thành và tín nghĩa này, nhiều độc giả sẽ không khỏi xót xa khi nói đến cái chết của Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Khi bị bè lũ gian thần hãm hại, Tống Giang đã tình nguyện uống rượu độc để kết liễu sinh mạng của mình. Tuy nhiên, vì lo ngại Lý Quỳ sẽ báo thù cho ông mà tạo phản, ông đã lừa người huynh đệ uống rượu độc cùng chết với mình. Thế nhưng sau khi biết được sự thật từ huynh trưởng, Thiết Ngưu Lý Quỳ chỉ nói lớn một câu rồi ra đi. Thôi thôi, Thiết Ngưu khi sống theo hầu huynh trưởng, sau khi chết cũng làm ma theo huynh trưởng. Nhân vật thứ ba, Ngô Dụng. Ngô Dụng tự là Học Cứu, tước hiệu Trí Đa Tinh, ngồi ghế thứ 3 trong số 108 anh hùng Lương Sơn, ứng với Thiên Cơ Tinh. Sinh thời, Ngô Dụng nổi danh là bụng đầy kinh luân, thông hiểu văn thao, võ lược, đa mưu túc trí, thường tự so mình với Gia Cát Lượng nên còn có đạo hiệu là Gia Lượng Tiên Sinh. Đối với sự nghiệp của Lương Sơn Bạc, ông đóng vai trò là mưu sĩ thần cơ diệu toán, liệu sự như thần, từng thành công khích Lâm Xung sống mái với Vương Luân, hiến kế phá Trúc Gia Trang, Tằng Đầu Thị. Có thể nói, tài năng của ông đã giúp sự nghiệp của tập đoàn Lương Sơn phất lên tựa như mặt trời buổi ban trưa. Cũng bởi vậy mà ông từng được Tống Giang khen là trại Gia Cát. Khi các huynh đệ Lương Sơn chính thức tụ nghĩa, Ngô Dụng được xếp ở vị trí thứ 3, đảm nhiệm chức quân sư cơ mật. Từ lúc tập đoàn này tiếp nhận chiêu an của triều đình, ông tiếp tục phò tá Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa chinh phạt nước Liêu, đánh dẹp Điền Hổ, Vương Khánh, Vương Lạp, được triều đình phong làm võ thắng tướng quân thừa tuyên sứ. Sau khi huynh trưởng Tống Công Minh bỏ mạng vì bị hãm hại, Ngô Dụng hiểu rõ hơn ai hết thực trạng bè lũ gian thần lũng loạn triều đình. Vì lòng chung với đại ca, ông và Hoa Vinh đã tự sát trước mộ Tống Giang. Nhân vật thứ tư, Hoa Vinh. Hoa Vinh có biệt hiệu là Tiểu Lý Quảng, ngồi ghế thứ 9 trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, ứng với Thiên Anh Tinh là một trong mã quân bát hổ tiên phong tướng. Sinh thời, Hoa Vinh nổi tiếng với tài bắn cung vô cùng cao siêu, thậm chí trong phạm vi trăm bước vẫn có thể bắn đứt đôi lá dương liễu. Năm xưa, cả ông và Tống Giang từng được Yến Thuận và Vương Anh cứu giúp. Sau khi trại Thanh Phong bị hạ, Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh đã gia nhập Lương Sơn. Kể từ thời điểm Lương Sơn Bạc tiếp nhận chiêu an, Hoa Vinh liền theo Tống Giang, Nam Chinh, Bắc Chiến, lập được nhiều kỳ công trong các trận đánh nước Liêu, dẹp Phương Lạp. Sau khi chiến thắng Phương Lạp, Hoa Vinh là một trong 12 viên chính tướng may mắn sống sót hồi kinh. Ông được triều đình phong làm đô thống chế phủ Thương Châu. Tuy nhiên, khi hay tin huynh trưởng Tống Công Minh bị gian thần hại chết, Hoa Vinh đã quyết định bỏ lại gia quyến và cùng Ngô Dụng tự vẫn trước mộ đại ca. Sự ra đi đầy khẳng khái và trung nghĩa ấy đã khiến Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh trở thành một trong số những hảo hán điển hình, sẵn sàng vì bằng hữu, huynh đệ mà hy sinh tính mạng. Nhân vật thứ 5, Lý Tuấn. Lý Tuấn, ngoại hiệu là Hỗn Giang Long, ngồi ghế thứ 26 trong 108 hảo hán Lương Sơn Bạc, ứng với Thiên Thọ Tinh, đảm nhiệm chức vụ thủy quân đầu lĩnh.
ông từng hành nghề lái đò kiêm buôn muối lậu, còn từng cướp giật ở núi Ít Dương. Sau này, Lý Tuấn từng suýt tham gia đại náo Giang Châu, cứu Tống Công Minh và cũng là một trong 29 anh hùng tề tiệu ở Bạch Long Miếu. Kể từ khi Lương Sơn tiếp nhận Chiêu An, Lý Tuấn theo Tống Giang, Nam Trinh, Bắc Thảo lập nhiều chiến công. Sau khi bình định Giang Nam, ông đã khéo léo từ chối theo hình trưởng hồi kinh để nhận phong thưởng. Là một trong số ít các đầu lĩnh Lương Sơn Bạc có thể sống sót trở về sau chiến dịch khốc liệt này, Lý Tuấn đã nghe theo lời khuyên của Phí Bảo, quyết định không ra làm quan. Do đó, trên đường trở về tới Tô Châu, ông vợ bị trúng gió, cố ý lưu lại đây cho anh em Đồng Mãnh, Đồng Uy chăm sóc. Sau đó, cả ba nhân vật này đã song thuyền từ cảng Thái Thương, xuất dương sang Xiêm La và trở thành những vị quan lớn tại đất nước này. Ngay cả khi đảm nhiệm chức thủ lĩnh Lương Sơn, số người được Tống Giang thực sự xem là tâm phúc vẫn vô cùng ít ỏi. Cả năm huynh đệ tâm phúc của Tống Giang đều đảm nhiệm những chức vụ quan trọng và đóng vai trò trọng yếu trong việc thống nhất quyết sách. Dưới sự ủng hộ của những huynh đệ chí cốt này, Tống Công Minh không chỉ ngồi vững trên ngôi vị trại chủ Lương Sơn mà còn hiện thực khát khao Chiêu An của mình. Chỉ tiếc rằng, đối với tập đoàn Lương Sơn mà nói, quyết định tiếp nhận Chiêu An của vị huynh trưởng trung nghĩa như Tống Giang lại chính là mở đầu của một chuỗi bi kịch đối với họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Lịch sử Trung Quốc và cập nhật kênh hàng ngày để không bỏ lỡ những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn về lịch sử các triều đại Trung Quốc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!